không cầu kỳ như vàng son nhung gấm, mão miệng hài hia của vua chúa và giới chức quan lại. Nhưng những chiếc nón thúng quay thao, yếm đào khăn vấn, áo tứ thân, áo dài, quốc sơn, quốc tre, những thứ y phục quá đỗi bình dị vẫn luôn là nơi nâng niu những nét duyên thuần Việt nhất. Sau nhiều năm nghiên cứu về trang phục dân gian, tác giả Bùi Quang Thắng đã cho ra mắt cuốn sách Nét cũ duyên xưa. Cuốn sách được viết ra bằng niềm yêu mến văn hóa dân gian nói chung, trang phục dân gian nói riêng, với ước vọng làm sáng rõ thêm những nét đẹp thuần Việt trong trang phục dân gian của phụ nữ, cũng như cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện xác thực và lý thú về lai lịch của những thứ y phục tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc như nón thúng, áo dài hay những bước thăng trầm trong câu chuyện tóc dài, tóc ngắn của người Việt. Những mong văn hóa dân gian, trong đó có trang phục dân gian, sẽ mãi là nét son tô đậm thêm và tô đẹp hơn hình ảnh Việt Nam trên tấm bản đồ văn hóa nhân loại. Với tôi thì cuốn sách Nét cũ duyên xưa là một cái đóng góp rất là đáng quý của một tác giả đương đại trong cái việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tác giả đã đưa ra được những cái nét rất là đặc trưng trong văn hóa truyền thống nói chung và trong cái về mặt trang phục truyền thống của người Việt, mà cụ thể ở đây là cái trang phục của người phụ nữ có những cái đặc điểm rất là Việt, rất là riêng, rất là đặc trưng mà tác giả đã nhấn mạnh đưa ra được. Ví dụ như là việc răng đen, việc tóc dài hay việc vấn khăn, việc nón lá, thì những cái đó là tác giả cũng đã đưa ra được trong cuốn sách, mà điều đấy tôi cũng rất là thích thú với cái điều đó. Trang phục dân gian tuy đơn giản hơn nhiều, nhưng nhờ bản chất phóng khoáng cố hữu của văn hóa dân gian mà nó vẫn giữ được những hình ảnh đậm chất Việt, không thể lẫn với trang phục của các dân tộc khác. Những thứ trang phục này đã thể hiện được nét đẹp rất riêng của trang phục Việt. Đó cũng là chủ đề xuyên suốt của Nét cũ duyên xưa. Nói về cái văn hóa của người Việt Nam mình ấy, có thể thấy là không lẫn vào so với các dân tộc khác. Nó có một giá trị nó riêng, bản sắc riêng, và cái đấy cần được phát huy. Và làm sao để mình có thể là đưa những cái văn hóa đó ra với thế giới, họ có thể nhận diện được là cái tà áo đó là của Việt Nam, chiếc nón đó là của Việt Nam, họ nhìn thấy Việt Nam, người Việt Nam. Cuốn sách Nét cũ duyên xưa, tác giả Bùi Quang Thắng không có tham vọng đi tìm lời giải đáp toàn diện cho những giá trị văn hóa cổ truyền, nhưng lại muốn đào sâu vào bên trong những dữ kiện để người đọc cảm nhận và thấu hiểu tâm tư của các thế hệ cha ông ẩn chứa, gửi gắm trong những nếp khăn tà áo. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay để cùng trò chuyện và tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách Nét cũ duyên xưa, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ tác giả của cuốn sách, anh Bùi Quang Thắng. Lời đầu tiên xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình. Xin chào MC Huyền Phương và xin chào khán giả truyền hình. Thưa anh Thắng, được biết anh là một người ngoại đạo về nghiên cứu văn hóa, không biết là lý do gì đã khiến anh quyết định là tìm hiểu về trang phục dân gian và cho ra đời cuốn sách Nét cũ duyên xưa ạ? Tôi là một người ngoại đạo về văn hóa, tức là không phải là một người chuyên nghiên cứu văn hóa chuyên nghiệp. Tuy nhiên là trong công việc thì có rất là nhiều liên quan đến văn hóa mà mình cần phải tìm hiểu, bởi vì tôi là một hướng dẫn viên du lịch tiếng Anh. Và thực ra tôi nghĩ thì văn hóa thì là chắc là không có ai được gọi là ngoại đạo cả, bởi vì ai cũng có một cái niềm yêu văn hóa sẵn trong mình, cho nên là chỉ là do cái điều kiện công việc gì đấy họ mới bộc lộ ra thôi. Và với tôi thì một trong những cái yếu tố mà khách du lịch họ rất hay quan tâm đó chính là trang phục truyền thống, bởi vì qua trang phục truyền thống thì nó có thể toát lên cái văn hóa truyền thống của cả một cái dân tộc mình. Tất nhiên là bây giờ thì hầu như là khắp nơi trên thế giới họ đều mặc theo một cái form chung là quần jean và áo phông rồi, nhưng mà ở một số những nước ví dụ như là Bhutan chẳng hạn, họ giữ được cái trang phục truyền thống rất là tốt. Tôi mới thấy là cái trang phục truyền thống ấy là nó có thể phản ánh được một cái lát cắt văn hóa rất là thú vị, rất là tinh tế thôi, nó không rộng lớn lắm nhưng nó rất là tinh tế. Trong quá trình nghiên cứu thì anh thấy y phục lưu giữ được những nét đặc sắc của văn hóa Việt ra sao, và không biết là trong quá trình nghiên cứu thì anh có gặp những khó khăn gì không ạ? Nói đơn giản thế này, dù là bạn là một khách quốc tế đến Việt Nam hay là bạn là một người Việt Nam đi sang Paris chẳng hạn, nếu bạn nhìn thấy một cô gái
có thể là người Việt hoặc có thể là có thậm chí có thể là người Âu đi, mặc một cái áo dài tà xẻ hai bên và nó trùng ở dưới, nó hơi rộng ra chứ nó không như cái áo của người Thượng Hải, thì bạn có thể đoán chắc rằng đấy chính là cái trang phục của người Việt. Thì nó giống như là một cái dấu ấn khẳng định rằng đây là thuộc về văn hóa Việt. Ban đầu có nói thì tôi là một người ngoại đạo, thì cái rất là khó là về sắp xếp được thời gian để hoàn thành cái cuốn sách này. Cái khó khăn thứ hai là khó khăn về tư liệu. Cái này thì là khó khăn chung, không chỉ đối với những người ngoại đạo thôi mà ngay cả với những cái nhà nghiên cứu chuyên nghiên cứu về văn hóa đấy, tôi chắc là cũng là một khó khăn đối với họ, đó là tư liệu. Bởi vì trong cái hệ thống tư liệu, đặc biệt là tư liệu viết ấy, của người Việt nói chung là rất là ít, thì tôi nghĩ là cái khó khăn chung cho cả những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp ấy, chính là tư liệu. Nhưng mà cũng rất là may mắn là vì khi mà tôi tìm trên cái trang Thư viện Quốc gia của Pháp, họ có số hóa và họ không hạn chế cái lượng truy cập của mọi người, thì tôi tìm được rất nhiều những cuốn sách, hầu hết là của người Pháp viết về văn hóa của Việt Nam khoảng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, thì nó bù đắp cho cái sự thiếu hụt về tư liệu trong nước của mình. Cũng có thể thấy là trong cuốn sách Nét cũ duyên xưa thì phần nón thúng và áo dài đã được anh dành một số trang tương đối nhiều. Không biết là anh có ngụ ý gì khi đã có sự ưu ái đặc biệt này ạ? Sau một thời gian mà tìm hiểu qua sách, qua tài liệu thì tôi thấy là cái nón thúng là một trong những, nón thúng và áo dài là một trong những thứ mà nó lưu giữ được cái bản sắc Việt đậm đà nhất. Có nghĩa là gì? Có nghĩa khi bạn nhìn vào một người phụ nữ Việt ngày xưa mà đội cái nón thúng ấy, thì hầu như là nếu như trước đó bạn đã có tìm hiểu một chút thì bạn không thể nhầm lẫn rằng đó là chiếc nón Trung Hoa, đó là người Trung Hoa, hay đó là cái nón Nhật, đó là người Nhật được. Nó giống như là một cái mã văn hóa để khẳng định văn hóa Việt. Thế cho nên tôi mới tập trung vào hai cái thứ đó, nón thúng và áo dài. Áo dài thì nó có một cái khía cạnh thú vị khác, đó là cái tiến trình biến đổi của nó rất là lớn, rất là nhiều, và cái biến đổi của nó như vừa nãy tôi có nói, cái ý đấy là nó phản ánh được cái thay đổi trong xã hội, trong lịch sử. Một số loại hình nghệ thuật biểu diễn hiện nay như sân khấu chèo, dân ca quan họ thường xuyên được mang đi giới thiệu với bạn bè quốc tế. Trang phục được sử dụng trong những loại hình nghệ thuật biểu diễn này hiện nay cũng thường được xem như một phần không thể tách rời. Việc giữ cho các di sản ấy không chỉ đẹp ở hồn cốt bên trong mà còn đẹp cả hình dung bên ngoài là điều hết sức quan trọng. Trang phục trong chèo ấy thì là một bộ phận rất là quan trọng. Đồ mặc là một bộ phận quan trọng nhất vì đây là một phần chủ đạo của một trang phục, chiếm một không gian lớn trên toàn bộ hình thể diễn viên và thu hút con mắt của khán giả khi quan sát về nhân vật. Thế nhưng hiện nay, rất nhiều trang phục biểu diễn được cách điệu hết sức tùy tiện, lòe loẹt và kém thẩm mỹ. Điều này hẳn sẽ tác động đến việc cảm nhận về văn hóa Việt trong mắt bạn bè quốc tế, cũng như ảnh hưởng tới nhận thức của thế hệ trẻ về di sản văn hóa của cha ông. Hiểu chưa đúng, hiểu chưa đủ và có những quan niệm rất sai lầm về trang phục của cha ông. Chính vì những cái yếu tố đó mà khi mà chúng ta đưa lên sân khấu, đưa từ ra đời sống cho đến sân khấu, chúng ta làm biến dạng méo mó nó đi. Nó mất đi cái tinh thần Việt ở đó. Cùng với sự phát triển của xã hội, trang phục không chỉ là mang chức năng bảo vệ và giữ ấm thân thể, mà còn truyền tải những ký hiệu văn hóa, những thông điệp phong phú về đời sống vật chất, tinh thần của mỗi cá nhân, cộng đồng xã hội, thậm chí về một dân tộc, một quốc gia. Khi mà nền văn minh phát triển hơn nữa và nó lên đến đỉnh cao thì trang phục nó còn là những cái tín hiệu để cho chúng ta có thể nhận biết được những cái điểm đặc sắc, những cái nét đặc sắc của văn hóa của mỗi dân tộc, có thể phân biệt được cái lối sống, cái văn hóa, cái văn minh của dân tộc này với dân tộc kia bằng cách là quan sát cái trang phục của họ mặc. Trang phục là hình thức bên ngoài, nhưng cũng có thể là một lát cắt bộc lộ những sắc thái vi tế nhất trong đời sống tinh thần thời đại, trong chuyển biến tâm lý xã hội. Trang phục truyền thống của mỗi dân tộc, mỗi cộng đồng tộc người trên thế giới là thành tố quan trọng tạo nên những giá trị văn hóa đặc thù và bền vững mà ta vẫn gọi là bản sắc văn hóa. Qua tác phẩm
nét cũ duyên xưa thì không biết là người đọc có thể hình dung được về trang phục dân gian như anh vừa nói hay không ạ? Tôi nghĩ là người đọc có thể hình dung được cũng khá là chi tiết, khá là rõ về cái trang phục dân gian ngày xưa. Bởi vì trong cái cuốn sách này có rất là nhiều, ngoài những cái phân tích thì có rất là nhiều cái hình ảnh minh họa. Những cái tranh vẽ do người Pháp chụp, cho người Pháp thực hiện ngày xưa đấy. Cho nên là các độc giả có thể quan sát trực quan và có thể dễ dàng hơn trong việc hình dung ra rằng ngày xưa chúng ta ăn mặc như thế nào. Theo anh thì những trang phục dân gian thì đã biến đổi và được truyền lại tới ngày nay như thế nào? Khi mà nhìn nhận chiếc áo dài thì tôi cũng không có một cái quan điểm là nó không được biến đổi theo thời gian mà nó phải giữ nguyên một cái giá trị tại một thời điểm nào đó. Thực ra xác định cái thời điểm để giữ cái giá trị đó cũng rất là khó. Nó luôn luôn biến đổi mà. Cho nên là, nhưng mà cũng có những cái biến đổi theo chiều hướng tiêu cực như đối với cái nón thúng, nhưng cũng có những biến đổi tích cực như với cái áo dài. Như ban đầu tôi có nói là cái áo dài ngày xưa của tầng lớp thường dân mà mặc ấy, thì đúng là nó không được đẹp lắm. Nó che cả, thậm chí nó còn che cả cái vẻ đẹp của các chị em đi. Tôi không cần nó phải giữ nguyên, nó không được thay đổi mà tôi thích những cái thay đổi mang theo chiều hướng tích cực. Thực ra nói về cái vẻ đẹp thì khó lắm. Mỗi người một thị hiếu mà. Cho nên là đối với người này có thể là nó chưa đẹp, nhưng đối với người khác thì nó lại thỏa mãn cái thị hiếu của họ theo một chiều hướng nào đó. Cho nên tôi nghĩ là hãy để cho mọi người tự do. Và thời gian thì sẽ sàng lọc. Thực ra những cái mà không có giá trị thì rất khó qua được cái sự sàng lọc thời gian. Cho nên cứ để mọi người tự do cách tân đi. Nhưng khi mà chúng ta có một cái vốn văn hóa nó đủ, nó giống như cái sức đề kháng, nó đủ mạnh ấy, thì chúng ta sẽ tự sàng lọc được những cái gì tích cực hơn. Rõ ràng là có thể thấy rằng là cuốn sách Nét cũ duyên xưa thì nó có lẽ là với một người là tác giả, có thể nói là một người ngoại đạo như anh, thì chắc chắn là khi mà đưa cuốn sách này đến với độc giả thì anh cũng có rất nhiều điều muốn nhắn nhủ đến với người đọc của mình, đúng không ạ? Cái nhắn nhủ ban đầu của tôi thì là tôi muốn mọi người quan tâm hơn một chút đến với những cái giá trị truyền thống, bởi vì trong cái xã hội hiện đại, không riêng ở Việt Nam đâu, mà cái đấy là hiện nay là một cái, nói chung là một cái gì đấy rất là phổ biến trên thế giới. Những thế hệ càng trẻ thì họ càng ít quan tâm đến những cái giá trị truyền thống hơn. Cho nên thứ nhất là tôi muốn mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, chú ý một chút tới cái trang phục truyền thống. Và thứ hai nữa là một cái rất là cần phải nhấn mạnh, đó chính là cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Khi mà mình muốn thay đổi, mình muốn biến tấu một cái gì đó, nhưng nếu nó tôn vinh được cái bản sắc của chính mình lên thì đó là cái tôi rất là đánh giá cao, rất là thích. Theo anh thì việc ứng xử với trang phục truyền thống của người Việt Nam thì có điều gì cần đáng lưu ý không ạ? Ứng xử với trang phục truyền thống, tôi nghĩ ban đầu là phải tôn trọng nó. Ngoài cái niềm yêu, phải tôn trọng nó, để từ đó ta tránh có những cái biến tấu, những cái thay đổi làm ảnh hưởng tiêu cực tới cái những cái gì, những cái giá trị mà nó đã khẳng định trong thời gian. Bởi vì cái đấy không chỉ là niềm yêu thích đâu, mà cái đấy còn là niềm tự hào. Mỗi một dân tộc đều có một cái niềm tự hào về cái bề dày văn hóa của họ. Cho nên là trang phục cũng thế, trang phục cũng thuộc về phạm trù văn hóa, thì nó cũng có thể làm cái điều mà ta có thể tự hào để khi mà ta đi ra thế giới chẳng hạn, họ sẽ nhìn xem người Việt chúng ta có những gì trong quá khứ. Cho nên tôi nghĩ khi mà đối xử với văn hóa truyền thống nói chung và trang phục truyền thống nói riêng, thì chúng ta cần hai, thứ nhất là niềm yêu, và thứ hai là phải tôn trọng, thực sự tôn trọng những giá trị truyền thống. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia chia sẻ với chương trình. Vâng, xin chào và xin cảm ơn MC Huyền Phương, và cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ thời gian theo dõi chương trình.